Thưa quý vị và các bạn, với bất cứ ai, dù chỉ một lần đến với Kon Tum cũng muốn được ngắm nhìn chiêm ngưỡng dòng Đắk La thơ mộng. Còn đối với những người có may mắn được sinh ra, lớn lên hoặc gắn bó với Kon Tum, thì dòng Đắk La mãi mãi là hình ảnh thân thương giữ một vị trí quan trọng trong tâm tư, tình cảm. Để rồi trong cuộc đời, dù có đi xa tới đâu, vẫn luôn nhớ về dòng Đắk La đầy kỷ niệm. Không chỉ có vậy, dòng Đắk La còn là một nhân chứng chứng kiến bao đổi thay thăng trầm của lịch sử, ngần đời bồi đắp để có một làng hồ Kon Tum của ngày hôm nay. Trong mục Kon Tum hướng về kỷ niệm 30 năm ngày giải phóng, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Ký ức một dòng sông. Nằm trong hệ thống sông Se San, sông Đắk La hình thành nhờ sự hợp lưu của nhiều con suối lớn như Đắk Sực Nghé, Đắk Côi, Đắk Tờ Re. Chẳng biết thiên nhiên đã tính toán thế nào mà ưu ái ban tặng cho Kon Tum một dòng sông chảy qua tỉnh lỵ. Điều này là khá đặc biệt so với các tỉnh Tây Nguyên khác. Nhờ có dòng sông, Kon Tum có được một nét riêng duyên dáng và cùng với hàng ngàn năm miệt mài bồi đắp đã có phần hình thành nên một bản sắc văn hóa riêng khó lẫn với những vùng miền khác. Ở Kon Tum ấy, thì người ta biết đến rất nhiều, đó là dòng sông Đắk La. Nói là Đắk La nhưng mà nếu mà theo ngôn ngữ của dân tộc Bana đó thì là Đắk Bala, Krong Bala. Krong Bala có nghĩa là sông tắm, bởi vì Bala có nghĩa là tắm. Từ hạt tắm cũng như là gạo để nuôi sống con người. Cho nên là người Bana với sông Đắk La có sự mật thiết, tức là có sự quan hệ. Sông Đắk La đã nuôi sống được dân tộc ở đây, dân tộc mà Bana Rơ Ngao nói chung. Là hàng năm dòng sông Đắk La đã bồi những gọi là phù sa làm cho lúa mọc tươi tốt. Rồi những sau những giải phóng á, thì người ta lại làm thêm cái gọi là ngô đông xuân, càng thêm cái lương thực cho đồng bào càng ngày càng có sự gọi là ấm no hơn. Dòng sông Đắk La đã chứng kiến được biết bao nhiêu lịch sử là thăng trầm. Ngày xưa Kon Tum chỉ là một cái tỉnh lỵ rất là nhỏ bé, một thị xã này rất nhỏ. Nhưng hôm nay sau ngày cách mạng là đã có sự thay đổi, đã có sự thay da đổi thịt rất là nhiều. Một nhà văn nào đó đã viết về Đắk La, lắng sâu trong dòng chảy của mình là những hình ảnh đậm nét về truyền thống lịch sử, truyền thống cách mạng và truyền thống văn hóa của cán bộ, chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Kon Tum. Vì thế, Đắk La luôn là nguồn cảm xúc lớn để văn nghệ sĩ sáng tạo thành những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị. Và điều đó cũng có nghĩa là dòng Đắk La như một nhân chứng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của vùng đất thân yêu này. Có một tác giả khi đến với dòng sông Đắk La đã thốt lên: khi hoàng hôn buông xuống, sông Đắk La ngừng trôi. Xa xa phía chân trời, mây núi ngập ngừng trôi. Tôi muốn nói như thế để biết rằng dòng sông ấy nó đẹp đến nhường nào. Chúng tôi được sống ở đây cũng lâu rồi. Những người dân bản địa ở đây và biết bao nhiêu người cùng đến quần tụ ở nơi này. Chúng tôi tự hào có được một dòng sông mang tên Đắk La, thân yêu, xinh đẹp. Chúng tôi sung sướng bởi vì có dòng sông Đắk La. Nếu như nói rộng ra, trên Tây Nguyên này, từ Đà Lạt đến Buôn Mê cho đến Pleiku, cũng chưa thể có một dòng sông chảy uốn lượn quanh trong lòng thị xã của nó mà ôm ấp chứa đựng được những tình cảm lớn lao, cả một truyền thống bất khuất như dòng sông Đắk La của chúng tôi.